Hello anh em, đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Coder. Chủ đề ngày hôm nay anh Tiến thấy như nào? Hay đúng không? Nó là những câu hỏi mà gần như là những câu hỏi cơ bản ấy mà nhiều người thắc mắc. Và cái quan trọng nhất là những cái câu hỏi này lại cũng được một số bên giải đáp. Tuy nhiên là cái sự giải đáp của họ thì khi mà anh xem lại và anh cũng đọc trên mạng, anh thấy là họ giải đáp không chính xác. Cho nên anh cần phải có một cái clip để mà anh giải đáp lại. Làm sao cho đúng chất, tính chất kỹ thuật cũng như là đúng cái mà người dùng người ta cần. Và mình sẽ vào luôn câu hỏi đầu tiên của bạn Nguyễn Duyệt. Hai anh cho em hỏi là em có nghe tư vấn chip mạnh mà sử dụng lên chipset dòng B cao thì vẫn có thể và không phát huy được hết công suất đi xử lý. Cái này ngược với cái mà em hay làm. Tức là em hay làm như, ví dụ như kiểu CPU Intel 12600K vẫn đi với bên B dòng cao cao một chút ấy. Thì anh thấy sao về câu hỏi của bạn này? i5-12600K nhé. Thực ra cái câu hỏi này thì bạn lại hơi ngược. Tức là bạn nó là dùng vi xử lý dòng K có TDP cao, chạy với các cái bộ mạch chủ dòng chipset B. Và bạn hỏi là sẽ những cái dòng bộ mạch chủ dòng chipset B sẽ không phát huy được hết tối đa cái sức mạnh của vi xử lý dòng K này. Cái điều này là đúng và không đúng. Tức là khi mà các bạn sử dụng các cái vi xử lý dòng K mà đi với các chipset dòng B có mạch VRM kém, thì khi đấy các bạn chạy mở power limit chẳng hạn, thì xung nhịp nó sẽ không được lên mức tối đa và nó sẽ có hiện tượng giảm xung nhịp do chạy quá nóng. Và các cái MOSFET, cái khu vực VRM nó nóng quá thì nó sẽ gây mất ổn định. Nhưng nếu các bạn sử dụng các cái bộ mạch chủ dòng B có mạch VRM tốt như là ASIC, như là Ryzen, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng các cái vi xử lý dòng K như 12700K chạy tối đa sức mạnh của nó và xung nhịp lên mức cao nhất. Ngoài ra thì có một bạn là báo là bộ mạch chủ chipset dòng B không ép xung được. Cái này là sai, vì bạn ấy nói chưa chính xác. Bộ mạch chủ dòng B không ép xung được khi và chỉ khi nó không được hãng hỗ trợ IC tạo xung nhịp và BIOS. Và bộ mạch chủ dòng B vẫn có thể ép xung được vi xử lý dòng K. Có thể kể đến dòng hai cái bộ mạch chủ nổi tiếng ở hiện tại, đó là và vừa mới ra mắt, đó là B660M Phantom Gaming Riptide và B660 Motamax Wi-Fi. Thì ngoài ra thì còn có thêm dòng G-Chip, dòng F-Chip. Những cái dòng này cũng có IC tạo xung, tuy nhiên là sử dụng DRAM 5 và giá cả rất là cao. Và hoàn toàn ép xung được vi xử lý dòng K, nhưng không ép xung bằng Radio mà ép xung bằng Backlog. Do đó cái việc mà một bạn giải đáp báo là ép xung dòng B không giải gọi là dòng B không ép xung được K, cái này là bạn không có kiến thức luôn. Và mình thấy là bạn này chưa bao giờ test ép xung, cho nên là bạn nên học lại kiến thức trước khi giải đáp cho người khác. Thế nên là anh em sử dụng CPU nào thì nếu như anh em cảm thấy khó khăn trong vấn đề lựa chọn thì cũng có thể đặt luôn cái câu hỏi sang bên tư vấn, thì họ sẽ mang đến cho anh em những cái sự lựa chọn tốt. Tất nhiên là không ai đi dùng một con i9 xong cắm vào một bên B kiểu bên thấp nhất ấy. Không ai làm như thế cả. Chỉ cần chúng ta lựa chọn nhìn nó phải hợp lý một tí thì câu chuyện đã khác rồi. Kể cả bây giờ bạn có cắm 12600K lên dòng tương kiếm mình thì vẫn có thể thoải mái gánh CPU, bởi vì là một cổng cấp nguồn 8 pin ngày xưa anh Tiến đã có đề cập đến là có thể cung cấp được 280-240 anh nhỉ? Cộng trừ 5% thì tối đa khoảng 336W, và nếu cộng trừ 5% thì nó rơi vào khoảng gần 290W. Thì thoải mái cho các vi xử lý dòng cao. Đúng. Nhưng mà nó còn liên quan đến mạch VRM nữa. Nhìn chung là các bạn cứ thoải mái khi mà lựa main thì nên... nếu mà không biết nhiều thì lên các group như TechBC của Alpha chẳng hạn thì các bạn sẽ có một câu trả lời chính xác nhất. Để tối ưu hóa lại cái chi phí các bạn, tất nhiên là không ai sẽ dạy nhà giàu tiêu tiền cả, nhưng mà tối ưu vẫn là tốt nhất. Câu hỏi tiếp theo của bạn Quân HM, cùng là RAM 3200, thế nhưng RAM của em có bên Z590 lại nhận luôn 3200, còn RAM khác cắm vào chỉ nhận là 2133. Tức là khi bạn cắm vào các bạn không, một số các cái clip mình có nói đến cái tính năng của XMP ấy, tức là khi mà cắm vào thì bật thì mới lên được cái thông số khi mà cái thanh RAM hỗ trợ trên vỏ hộp. Vậy thì một số những cái thanh RAM không bật XMP thì lại ra một cái gọi là JDEC. Anh Tiến là giải đáp cho bạn ấy về cái câu chuyện này. Cái này thì trước đây mình cũng đã có rất nhiều bài viết nói về vấn đề này, và cách đây khoảng 6-7 năm trước là mình cũng đã đi giải thích khá khác. Thì cái chuẩn RAM đầu tiên nào cũng phải tuân theo một cái chuẩn của chuẩn JDEC, tức là tiêu chuẩn ngành công nghiệp. Những cái RAM mà tuân theo chuẩn này thì cứ cắm vào là auto nhận theo đúng cái bất RAM mà được quy định theo chuẩn đấy. Ví dụ như là một con RAM mà có hiện tại là native là 3200, có chuẩn JDEC là 3200, thì cắm vào các hệ thống hỗ trợ sẽ auto nhận 3200 mà không cần phải thao tác gì hết.
Nhưng có những RAM ấy, thì nó JEDEC là 2133 MHz và XMP là 3.2. Thì do đó chúng ta lại phải vào BIOS bật XMP profile trong BIOS lên để nó nhận. Và với điều kiện là các thiết bị như là main và CPU hỗ trợ. Đấy như anh đã nói. Do đó cái chuyện mà RAM cắm RAM này cắm ở bo mạch chủ này lên 3.2 nhưng mà RAM khác cắm cũng 3.2 nhưng cắm không lên là do hai chuẩn nó khác nhau. Một cái quân RAM tuân theo chuẩn JEDEC 3.2 thì auto nhận. Và một cái RAM theo XMP thì phải bật XMP trong BIOS lên, bắt buộc nha. Do đó là cái chuyện này là hoàn toàn bình thường, không có chuyện lừa đảo hay là lợi dụng người dùng hay gì người là, mà do là các bạn chưa hiểu về đặc tả kỹ thuật của các cái bộ nhớ. Tiêu chuẩn khác nhau thôi. Câu hỏi số 3 của bạn Johnny, tên rất chìa tiếng Anh. Chào hai bạn có thể tư vấn một con tản nhiệt tốt cho CPU dòng K được không? Cụ thể mã là Intel Core i5 11600K. Phòng mình là phòng điều hòa, nhiệt độ phòng vào tầm 28-30 độ. Không, phòng mà 28-30 độ không có điều hòa thì khá là nóng đấy. Không điều hòa. Thì tất cả những tản nhiệt các bạn xem review hay gì đấy thì phải dựa trên cái điều kiện test hệ thống PC khác nhau, rồi cách thức lắp đặt và nhiều yếu tố khác nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là nhiệt độ có được như review hay không, như ý hay không. Tuy nhiên trong cái nhu cầu của bạn là sử dụng để chơi game và làm việc render, mình không biết là cái nhu cầu cụ thể, tức là cái giá tiền cụ thể mà bạn bỏ ra được bao nhiêu. Tuy nhiên là mình sẽ khuyến khích là những cái mã tán khí như là ID Cooling SE234 này, ID Cooling SE224XT này, Ramarai Bird Assassin 120 là những cái mã hiện tại là có mức giá phù hợp và phù hợp luôn với cái hệ thống PC bạn sử dụng. Còn nếu bạn chỉ chơi game thì hiện tại có một cái con tản nhiệt mà mình thấy là Assassin X120 Fire SE giá khoảng 370.000 là vừa đẹp, vừa ổn, vừa ngon và để chơi game thoải mái cho vi xử lý 11600K. Câu hỏi tiếp của bạn Bình Sơn, em thấy main có hai phiên bản là Rep 1 và Rep 1 à Rep 1.0, Rep 1.1 thì con số này có ý nghĩa gì ạ và cách nhận biết các rep như thế nào? Thì cái câu hỏi này ấy, thì cũng có một bạn, hai bạn cũng lên mạng cũng đi giải đáp như ai ấy. Nhưng mà mình thấy cách giải đáp sai vừa không đúng. Thứ nhất là cái việc mà thay đổi revision của main là hoàn toàn bình thường. Trên mỗi size của nhà sản xuất thì họ đều có một dòng chữ rất rõ là linh kiện có thể sự thay đổi mà không cần báo trước. Điều này sẽ dẫn đến là các phiên bản sửa đổi của bộ mạch chủ mà chúng ta gọi là revision đấy thì có thể là do nguồn cung linh kiện khan hiếm, ví dụ như là mạch VRM này nó thiếu này, hay là cần cắt đi một phay này, hay là thay tụ này, hoặc là thay IC LAN này, rất nhiều thứ để mà hãng quyết định thay đổi. Có thể là do như anh nói là nguồn cung thiếu này, hoặc là cắt giảm giá thành này, hoặc là bị trên bộ mạch chủ bị những cái phiên bản lỗi như linh kiện lỗi chẳng hạn thì hãng thu hồi hoặc là hãng này ra phát hành một cái bản tốt hơn. Thì thường các hãng như là Gigabyte hay Asus thì hay thay đổi cái revision này nhiều nhất. Và Acer hoặc MSI cũng có nhưng ít hơn. Và cái cách nhận biết ấy, thì có hai cách thôi. Có bạn bảo là vào BIOS thì không biết là mình bảo bạn ấy là vào BIOS thì bạn tìm ở chỗ nào để bạn tìm được rec này. Thường nếu vào BIOS người có kinh nghiệm người ta sẽ nhìn vào cái phiên bản BIOS. Liệu phiên bản BIOS này có phù hợp hay không? Nhưng mà phải những người am hiểu cơ. Còn thường những người mà newbie chỉ có hai cách thôi nhá. Rất dễ nhận biết, một là soi trên main. Thì như các bạn biết là Gigabyte luôn luôn ghi rất rõ góc này này. Revision 1.2 là phiên bản, đây là phiên bản B560M Gaming HD. Thì Gigabyte ghi rõ Revision 1.2 trên bộ mạch chủ này một cách rất là nhanh chóng luôn mà việc gì các bạn nói vào BIOS nói đây gọi là nó nhảm. Cái thứ hai nó là gì? Chúng ta sử dụng các phần mềm như CPU-Z hoặc i64, họ ghi rất rõ. Chúng ta có thể sử dụng phần mềm như CPU-Z vào tab mainboard. Chúng ta sẽ thấy là revision phiên bản BIOS. Hoặc là sử dụng các phần mềm đi kèm nhà sản xuất với bộ mạch chủ ấy. Nếu như là Asus thì có Asus. Thì chúng ta có thể dùng cái phần mềm ấy vào và xem cũng có là ra revision hết. Và như vậy thì các bạn có thể tìm được đúng cái phiên bản của mình để sau này có thể nâng cấp BIOS hay là thắc mắc kiện cáo gì đấy. Thì đây, đấy các bạn nó rõ ràng cái này hướng dẫn đi điều. Thì mình nghĩ thấy bạn ấy nhìn bạn chả biết gì cả. Hai bạn tung hứng nhưng mà mình thấy buồn cười quá. Thế đây là mình cho nên mình mới lại làm một cái câu hỏi này để giải đáp lại cho các bạn kỹ hơn, đúng hơn. Bởi vì thực ra là một số người nghĩ đơn giản thôi là
có phiên bản một chấm mấy thì trong BIOS nó phải ghi đầy đủ chứ. Thế không ghi thì người ta update kiểu gì, người ta nghĩ đơn giản như thế thôi. Và BIOS có phải mình nào cũng ghi được, đa phần nó ghi chung chung BIOS version bao nhiêu chứ nó redirect mấy đâu ấy. Để cho tùy hãng mà. Đỡ bị ấy. Còn một như ngày xưa nhá, là cái thời những cái thời gian đầu mình dùng ấy, mình có update BIOS thì mình không để ý cái redirect này đâu. Thế là mình tải một phiên bản về. Thường thì nó sẽ fail luôn, search Google là chắc chắn ra phiên bản 1.0 trước tiên rồi. Tải về update, báo fail liên tục. Thế xong là nếu mà mình nghe theo bảo tìm trên bên chắc là tìm mấy ngày cũng không ra. Nhưng sau khi xem tìm hiểu lại thì mới tải được về BIOS chuẩn theo những phiên bản break. Thì lúc đấy update nó mới phù hợp được. Thì đấy cũng là một cái kinh nghiệm để chúng ta có thể biết được. Ghi rất to thế này mà không biết được. Ok. Thật ra gọi là ghi to thôi nhưng mà cũng phải biết nhìn đấy. Chứ còn không ông nào cứ nhìn loanh quanh cạnh cái tên đó, không có đâu. Ghi hãng là đều quy định hết là những cái vị trí mà có thể hiển thị được, chứ không phải chỗ nào đã ghi. Thế nên hiểu nhầm chuyện bình thường ấy à. Rồi, chúng ta đến với câu hỏi, sang câu hỏi khác đi. Câu hỏi này thì nó lại cũng liên quan đến bộ máy chủ. À đấy, trong tầm giá 5 triệu thì nên lựa chọn bên B660 hay bên Z690 và chúng có điểm gì khác nhau hay không? Mình chạy về Intel Core i5 này 6K. À đây tức là khoảng Z690 tầm trung và B660 cao cấp. Thực ra cái câu hỏi này có nhiều bạn thì đi giải thích là nên chọn B660 cao cấp. Tâm hình cũng thấy hơi buồn cười. Các bạn đang bị duy ý chí. Vì bản chất là các bạn chưa hỏi người dùng người ta dùng cái gì, người ta có nhu cầu thực tế ra sao. Quan trọng các bạn tư vấn ấy, là hãy áp được cái nhu cầu của người dùng, cái tâm trạng của mình, cái tư tưởng của mình vào người dùng là người ta cần gì. Thì lúc ấy chúng ta mới tư vấn được công tâm. Còn đương nhiên là các bạn không hiểu về kỹ thuật sâu, các bạn không biết gì nhiều ấy. Các bạn nghĩ B660 cao cấp này sẽ ngon hơn Z690. Câu hỏi này rất bay, mình sẽ giải thích là mình chỉ hỏi là riêng quan đạt tải kỹ thuật về Z690 và B660 thì Z690 nó sẽ có cung cấp nhiều LAN PCI hơn B660. Và cái điều này nó ảnh hưởng trực tiếp đến băng thông khá dụng giữa các thành phần được kết nối qua LAN PCI này với bộ vi xử lý nhé. Túm lại là càng có nhiều LAN PCI hơn thì băng thông dành cho cái cấp kết nối này càng nhiều. Ví dụ như đối với một người dùng chạy một cái GPU và SSD ấy, thì có thể lựa chọn là B660 ổn hơn. Nhưng mà người ta chạy 2 hoặc 3 SSD thì sao? Rồi người ta muốn red cái ổ cứng NVMe thì không, nếu mà lắp B660 thì chắc chắn là không red được nhá, chỉ red được ổ cứng SATA thôi. Còn Z690 với red được ổ cứng NVMe hay liên quan đấy, và còn liên quan đến cái vấn đề là khe cắm lưu trữ. Thì rõ ràng Z690 nó có băng thông lớn nên cái slot lưu trữ nó nhiều hơn. Và người dùng người ta bị người ta cắm nhiều cổng USB sao? Chúng ta chưa nhìn ra vấn đề ấy. Ví dụ như là anh nói về B660 Tomahawk so với Z690 Unifi đó. Thì khe cắm M2 rõ ràng của con Z690 nó hơn hẳn. Bởi tôi muốn cắm 3 khe thì sao? Thế cho nên túng cái vãi là các bạn là còn chưa kể là 12600K là mình muốn ép sung thì sao? Ép sung cơ bản như đây cái nãy thì mình có đặt câu hỏi ấy, là B ép sung được, nhưng vấn đề là không phải bên B nào cũng có thể ép sung được. Đúng rồi, cho nên là mình nếu mà mình không mua không đúng cái loại mình B có thể ép sung được thì đương nhiên là rất là khó khăn. Và mình Z690 nó lúc nào nó ép sung được dòng K thứ thì tại sao ấy, đúng không? Tổng hợp lại là cái việc mà các bạn lựa chọn bộ mạch chủ nào ấy, quan trọng nhất vẫn là nhu cầu của người dùng ra sao. Ví dụ tôi chỉ mua về chơi game, tôi chỉ có nhu cầu chạy một ổ cứng thì ok, các bạn lấy B660 dòng cao hơn là Z690 là chủ đạo. Vì đương nhiên là B660 dòng cao nó sẽ thiết kế đẹp hơn, long lanh hơn, mạch RM có thể tốt hơn và sao xích các thứ nó hay hơn. Nhưng mà nếu mà bây giờ có nhu cầu chạy 3 ổ cứng M.2 chẳng hạn thì ví dụ thế, hoặc là muốn có nhu cầu ép sung thì đương nhiên là lúc này các bạn mới lựa chọn Z690 hoặc là cổng USB nó nhiều hơn. Nhưng thì đương nhiên là cho nên là các bạn tư vấn thì các bạn đừng có đủ suy nghĩ gì chứ. Một khi các bạn đã làm hồi đáp ấy, thì các bạn phải hiểu được thì mới đi hồi đáp cho người khác. Các bạn phải đặt mình vào địa vị của người dùng thì hãy nên đi tư vấn. Còn nếu không các bạn lại tốt nhất đừng đi làm hồi đáp ấy, gì mình khuyên thật. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Đức Kiên. Em chào hai anh, cho em hỏi là khi em chơi game thì CPU ăn khá nhiều, nhiệt độ của CPU đôi lúc vượt qua 90 độ nhưng VGA chỉ sử dụng có 20-30%. Em không biết khắc phục kiểu gì, mong hai em giúp. Cụ thể là CPU Intel Core i3 10105F và VGA là 1660 ạ. Thực ra thì cái combo này cũng không đến mức là thích cứu gọi là ngán. Cũng hay chứ, em tính là hay. Cũng không đến mức, nhưng mà cái câu hỏi này hơi chung chung. Thì không biết là bạn chơi game gì này, rồi bạn chơi ở độ phân giải bao nhiêu. Ví dụ như độ phân giải Full HD đổ về ấy,
thì thường là nó sẽ có xu hướng là ăn CPU nhiều hơn, CPU xử lý nhiều hơn là Vega. Với độ phân giải từ 2K đến 4K thì đương nhiên là Vega là đất diễn nhiều hơn. Tuy nhiên là mình không biết là cái setup như thế nào này, rồi driver ra sao này, phần mềm chơi thế nào, thì tốt nhất là bạn, thứ nhất là bạn cài có thể kiểm tra lại win driver và kiểm tra lại setting của game, kiểm tra lại độ phân giải mà bạn đang chơi và cái tựa game bạn chơi như thế nào. Cho nên nhìn chung là mình câu trả lời cũng rất là khó để cho mình có thể trả lời chính xác được, và mình chỉ có giải thích như vậy thôi. Hoặc cũng có thể một trường hợp khác là với những anh em mà sử dụng i3 ấy, thông thường sẽ sử dụng luôn tản stock, mà nếu mà bỏ cây kín quá mà nóng ấy thì cái chân ngàm nó bị giòn, và cái thứ hai nó biết đâu bạn lại va đập gì nó tuột mất một chân ra, có nó ba chân thì CPU lại hơi hở một tí. Nói chung là cái nguyên nhân nóng quá thì anh cũng không loại trừ, mình không đến mức như vậy. Còn có một câu cuối cùng là của bạn ấy là cũng sinh viên kiến trúc, thì bạn hỏi là cũng dùng các cái AutoCAD, nó na ná câu hỏi là trước anh thôi. Thì về cơ bản nếu mà có điều kiện thì có 12700K cộng với lại RTX A2000 RAM 32GB hoặc 64GB cứ thế mà chín thôi, không nói nhiều, không tối thượng, bé tẻ là nhà cho sinh viên và các người đi làm đi dùng. Thế là soi đáp ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Anh em có bất kỳ một câu hỏi nào thì đừng quên để lại ở ngay dụng bình luận của video để chúng mình có thêm những câu hỏi trong soi đáp tiếp theo. Hoặc là anh em thấy cái chủ đề nào mà do khác giải thích ấy mà anh em cảm thấy là hơi vân vân và nghe mãi vẫn không hiểu gì thì cũng có thể đặt câu hỏi. Hiện tại thì trên mạng có rất nhiều đơn vị họ cũng làm clip hỏi đáp. Thì các bạn nếu những cái câu hỏi đáp của các mọi người ấy mà không thỏa mãn, các bạn có thể đặt câu hỏi vào trong tầm hiểu biết của mình. Mình sẽ trả lời một cách đúng kỹ thuật, đúng chức năng, nhiệm vụ, không lan man, không lạc đề, không nói linh tinh. Thì bản chất thì người đi hỏi đáp mà không hiểu về câu hỏi và không hiểu về kỹ thuật thì vô hình chung lại tạo nên cái sự ngộ nhận cho rất nhiều người. Và mình thấy rằng là hiện tại đang rất nhiều cái chuyện mà chả biết cái gì cũng đi hỏi đáp. Thì thông tin trên mạng tuy nhiều thật đấy, nhưng mà cũng nên chắt lọc lại và vô hình chung nó gây ngộ nhận cho nhiều người. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn theo dõi kỳ hỏi đáp số 13 của An Phát. Và rất hy vọng là các bạn có thể đặt nhiều câu hỏi hấp dẫn hơn để mình có thể tìm tòi và mình trả lời nhiều hơn. Hoặc là mình sẽ đặt ra một cái chủ đề, ví dụ chủ đề về ép xung nên chú ý điều gì này, sử dụng nguồn thì nên chú ý điều gì này, sử dụng SD nên chú ý điều gì. Và mỗi lần như thế là mình có mất 15-20 phút live stream gì đấy. Thì đó là câu chủ đề mới. Đấy là hay. Okay. Thế mình sẽ sắp xếp một buổi, có thể là một buổi talk show như thế này, sẽ dài một chút liên quan chủ đề ép xung, hoặc là bên mình sẽ live stream trực tiếp. Thì nếu mà live stream chắc chắn sẽ vào thứ bảy rồi, anh em hãy chú ý theo dõi nhá. Thì mình sẽ update liên tục thông tin ở trên các fanpage và những group như Tech NPC. Ok. Bye bye anh em. Bye bye.